Tập 41. Thần và bệ hạ đã biết nhau 23 năm. Đi theo bệ hạ 18 năm. Thần quả thực có ý kiến công lập nghiệp, nhưng quyết không có ý định tạo phản. Đời này kiếp này không có, thậm chí muôn đời hay muôn kiếp cũng không có chuyện đó. Đời này kiếp này đều đã hoang phế, còn nói gì đến mãi mãi về sau. Đời này kiếp này thật sự không có lòng phản. Bệ hạ đăng cơ thay hắn, bình định phản tặc, hạn chế thần phiên, dân giàu nước mạnh, Tây vực tiến cống, tôn quyền xưng thần. Chuyện tiên đế chưa làm được, bệ hạ đều đã làm được. Thần may mắn đi theo bệ hạ, nhìn thấy đại ngụy hùng mạnh. Thần chết đi không hối tiếc. Đã không hối tiếc, vậy thì hãy nhận cái chết đi. Người đâu? Có. Giải Tư Mã Ý vào trong đại lý tự, chờ đợi hình phạt tra khảo. Dạ. Nếu như con là người hại Tử Kiến, phụ vương sẽ xử trí con như thế nào? Ta vẫn còn chưa chết, huynh đệ các con đã đấu đá lẫn nhau sao? Tên Tư Mã Ý này di phụ để lại cho con, con tuyệt đối phải nhớ kỹ. Từ nay về sau, hắn không còn là bằng hữu chung hoạn nạn với con, mà là thần tử của con. Không được hành sự theo tình cảm, phải có lý do, người đời mới gọi cô gia quả nhân. Bệ hạ, Thi Thuần vẫn còn bị giam. Mau thả ông ấy ra, bên cạnh trẫm không còn mấy người nữa rồi. Dạ.
Sao rồi? Có thăm dò được gì không? Phu nhân, thiếp không gặp được bệ hạ, nhưng mà lão gia bị bệ hạ tống giam rồi. Rốt cuộc vì chuyện gì? Vì chân phu nhân. Lại bị tống giam? Được, giam vào ngục, ta đưa cơm. Đó là tử ngục của đại lý tự. Vậy ta sẽ chôn cất cho chàng. Phu nhân, người có sự gan dạ khiến độ như vậy, lão gia đã được an ủi. Ta chỉ muốn chàng biết rằng ta ở bên cạnh chàng, chàng thêm phần vướng bận, cũng thêm một tia hy vọng sống sót. Chuyện đã như vậy, ta cũng không nói vòng vo. Ta biết cô là một người rất mưu trí. Nói đi, chúc ta còn có thể làm gì? Thiếp ở cạnh bệ hạ đã lâu, cũng biết được đôi chút về chuyện miếu đường. Thiếp chỉ muốn gặp riêng Trung Hội với lại người tên Đặng Ngải. Không biết ý phu nhân thế nào? Được. Cô nương, cô tính giúp Tư Mã Gia thật sao? Lỡ để bệ hạ biết được thì sao? Nếu cô cảm thấy ta sẽ liên lụy cô có thể nói bệ hạ biết. Cô nương, tôi không có ý đó. Cô có nhiệm vụ riêng, ta có lựa chọn riêng. Giờ là lúc liên quan đến sống chết, ta không gượng ép cô. Cô nương, thật ra tôi đã hiểu lòng cô lâu rồi. Cô yên tâm, Tiểu Nguyên bằng lòng đi theo cô nương. Tiểu Nguyên, đa tạ cô. Linh quân phu nhân. Bái kiến Bách phu nhân. Bái kiến Bách phu nhân. Việc quá cấp bách, hai vị không cần đa lễ. Lão gia vì muốn cứu chân phu nhân với lại hoàng trưởng tử, can dự chuyện nhà bệ hạ, bị bệ hạ tống giam rồi. Đây là tội chết đó. Tôi lập tức thông báo đại thần cùng nhau dân biểu đi. Khoan đã, bệ hạ đã cảm thấy bị lấn quyền, lúc này không được tạo thêm cảm giác bức ép, châm dầu vào lửa. Ta muốn gặp hai vị là tại vì hai vị là cánh tay đắc lực của lão gia. Hiện nay chỉ có hai vị cứu được lão gia, nhưng mà phải làm được hai chuyện đã. Phu nhân cứ nói. Thứ nhất, cầu xin Trần Quân với cả lệnh tôn. Xin lệnh tôn nhắc nhở bệ hạ, nếu thiếu lão gia thì không thể cản tông thân. Dạ được, bảo vệ tính mạng quan trọng nhất. Còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ hai, đối với tông thân nhất định phải hết sức nhún nhường, nếu không chỉ làm cho lão gia gánh thêm tội nặng. Bảo vệ ân sư, học trò nghĩa bất dung từ. Vậy hai vị mau về đi. Có lẽ một lát nữa bệ hạ sẽ viết chiếu thư lập hoàng hậu. Trong nhà có Bách phu nhân, ân sư có thể an tâm hơn nhiều. Học trò xin cáo từ. Mời. Để ý sao rồi? Thần đã cho dụng hình, nhưng phạm nhân vẫn chưa nhận tội. Bệ hạ, bệ hạ, thần bị oan mà. Thần biết là mình say rượu gan ngược, tội đáng muôn chết, nhưng mà thần tuyệt đối không dám phản nghịch mà. Không để cho Khanh nếm mùi vị này, làm sao Khanh hiểu ý nghĩa của sinh tử? Trẫm cho Khanh thêm một cơ hội. Từ đó đến cửa khoảng cách 7 bước chân, Khanh qua đây tương trình sự trong sạch.
đun đậu để thạch canh lọc đậu lấy làm nước, cành đậu thế mà đúng đậu cành cảnh tương tàn. Cùng sinh chung một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Mau mở cửa ra. Trẫm cũng vừa mới biết, mấy năm qua cô ấy đều có sao chép lại những bài thơ mà Khanh viết, giấu trong gối ngọc mỗi ngày cô ấy nằm. Mấy năm qua chính những bài thơ này đã an ủi cô ấy. Thật không ngờ trên thế gian lại có sự thấu hiểu trân trọng nhau trong sáng như vậy. Cô ấy sao rồi? Cô ấy đã tự vẫn rồi. Không thể nào. Khanh đi đi, đi rời khỏi kinh thành, rời khỏi kinh thành. Vậy sao hai huynh đệ chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Ha 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 ha.
Không cần đâu. Để cho hắn ngủ đi. Mời các vị. Cạn. 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 Tử Đan. Hả? Chiêu Dương Đông Kích Tây của con đúng thật là rất lợi hại. Quả nhiên Tư Mã Ý với Chân Mật đều bị lọt vào bẫy. Đúng là con cứ tưởng tên Tư Mã Ý đó cũng sẽ dở trò để cho hắn được thoát tội. Hi. Nhưng mà ai ngờ hắn làm quan trong triều hơn 20 năm mà vẫn một mực tự cho mình là đúng. Bây giờ hắn và Hoàng Trưởng Tử, một người giam trong tử ngục, một người là con của tội nhân. Con thấy người thích hợp làm thái tử sẽ do chúng ta quyết định đó. Đệ đang nghĩ gì vậy? Còn lo cho con rể à? Có gì đáng để lo? Cho dù Tư Mã gia thật sự nhà ta cửa nát, hai phu thê chúng nó để vẫn nuôi nổi mà. Vậy thì đệ suy nghĩ chuyện gì? Hả? Thật ra bây giờ đệ chỉ thấy hoang mang. Hả? Mọi người cứ thử nghĩ lại xem, bệ hạ của chúng ta liệu có thật sự nhẫn tâm xử tử Tư Mã Ý không? Bệ hạ, Tư Mã Ý tuy xông vào cấm cung, nhưng xin người niệm tình, ngày ấy lập nhiều kỳ công, cả Tân Chính cũng nhờ ngày ấy mới có được, mà cho ngày ấy lấy công chuộc tội. Thượng Thư Đài không còn Tư Mã Ý nữa, là chuyện vui hay là chuyện buồn hả? Đương nhiên là tổn thất của Đại Ngụy, thần khó gánh vác một mình. Tông thân hận Tư Mã Ý thấu xương, nếu còn trong Thượng Thư Đài thì sẽ còn bị chống đối. Trẫm xử tội hắn cũng tiện ăn nói với tông thân. Còn về Tân Chính đã dần dần ổn định, thiếu một mình hắn cũng không sao. Trẫm trấn áp Thượng Thư Đài, các tông thân mới chịu cho trẫm điều kiện hậu đãi. Từ xưa tới nay đâu cũng là sự trao đổi mà. Bệ hạ khổ tâm khổ trí, nhưng mà điều giết chết Tư Mã Ý, e là tông thân không còn lo sợ gì, càng khó trấn áp. Bản thân của hắn đã coi thường sự sống chết rồi. Đình Quý còn cầu xin cho hắn nữa, đủ thấy hắn có danh vọng cỡ nào. Nhưng trẫm cũng thật sự không tin, chẳng lẽ triều đình Đại Ngụy này không còn Tư Mã Ý thì sẽ bị đóng cửa hay sao? Trần Quân, lệnh cho Thượng Thư Đài chuẩn bị chiếu thư lập hoàng hậu. Dạ. Quỳ! Quỳ!
vâng, dạ quy. Bình thân. Quý tần Quách thị, hiền lương thục đức, cung kính nhân hiếu, lại còn khiêm nhường giữ mình, có phong thái của Minh Đức hoàng hậu, nên lập làm hoàng hậu. Tề quốc công Tào Duệ là người trưởng tử của trẫm, hiếu học từ nhỏ, thiếu niên mất mẹ, thương con trẻ bơ vơ, giao hoàng hậu dưỡng dục, phong Bình Nguyên Dương, khâm thử. Thần Lang Trung sang tìm, có biểu cần tấu. Tấu. Đế vương trị thiên hạ, không chỉ có trung lương phò tá, mà còn cần nội nhân hiền lương. Kiệt dương vì mạc hỷ mà bỏ nam sào, trụ dương vì đắc kỷ mà tàn bạo. Tất cả đều là minh chứng yêu phi loạn quốc, là tấm gương để thiên tử thận trọng lập hậu. Cần phải chọn người nằm trong thế tộc, lại vừa thục đức cai quản hậu cung, nên mới có câu: gia đạo chính, thiên hạ định, xuân thu giết, thứ thiếp không nhận lễ chánh thức. Còn Quách thị xuất thân thấp hèn, không sinh được con, chỉ là tỳ thiếp. Nếu bệ hạ sủng ái, khiến cho ả từ hèn thành quý, thần e lễ pháp sẽ mất hết, đại loạn sẽ nổi dậy. Hùng lắm. Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, khanh dám lăng nhục quốc mẫu, khanh đáng tội gì hả? Mãn sủng. Hồi bệ hạ, con lăng nhục mẹ đó là tội bất hiếu, theo luật là trọng phạt. Lui ra ngoài. Bệ hạ, thần một lòng trung thành, thần một lòng trung thành. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, thần vô tội mà. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, thần vô tội, thần không có tội. Bệ hạ, bệ hạ. Trẫm cùng hoàng hậu vượt qua hoạn nạn hơn 10 năm, có lời thề giai lão. Trẫm lập nàng ấy làm hoàng hậu, ai dám nhiều lời.
sĩ quý đó à. Ân sư. Mau đứng dậy. Mau. Nhớ năm xưa khi ta ở trong ngục, nhờ lĩnh tôn đưa giải đưa thức ăn cho ta dùng. Bây giờ lại là con. Xem ra ta với nhà ngục này và cả tôn phụ đúng là có mối duyên gắn kết. Tiếc là lần này làm ân sư thất vọng, con không mang thức ăn đến. Cha con sưu tầm được rất nhiều bản dập chữ mẫu, người biết chứ? Ta biết. Cha bảo con phải mang đến cho người, sợ người ở đây buồn chán, bảo người tập viết chữ cho đỡ buồn. Chữ mẫu cha con sưu tầm lâu nay còn nhờ báo vật không truyền ra ngoài, lần này ta gặp quả được phúc. Khổng Tử viết nghe nhạc thiều 3 tháng không màng thịt cá, có mấy mẫu chữ này ta có thể 1 năm không ăn. Đại đế tự chưa nghèo đến nỗi không cho người ăn thịt đâu. Ân sư, thật ra hôm nay con mang thánh chỉ đến cho người. Đây là thánh chỉ bí mật, xin mời ân sư đứng dậy. Lễ nghĩa quân thần lớn nhất. Bệ hạ bảo con nói cho người biết 2 chuyện. Thứ nhất, bệ hạ đã lập Quách Quý Tần làm hoàng hậu, để hoàng hậu tận tay dưỡng dục hoàng trưởng tử. Đại ngụy đã dù lo. Chuyện thứ hai là thái tử báo tin Lưu Bị dẫn 70 vạn đại quân phạt Ngô, trả thù cho Quan Vũ. Hết rồi à? Hết rồi. Lưu Bị mất đi Kinh Châu, cố giữ Tây Xuyên, nay mượn danh trả thù, đánh trận thẳng tay, Ngô Thục cắn xé lẫn nhau, đại ngụy cũng vô lo. Nhưng mà trên triều đường có rất nhiều đại thần nói là nước ta nên nhân cơ hội này khởi binh phạt Ngô. Tuyệt đối không được. Ngô quốc bị đánh từ 2 phía sẽ bị diệt vong ngay, không phải tốt hơn sao? Nếu như giúp Lưu Bị diệt Tôn Quyền, Lưu Bị có Khổng Minh bàn kế, chiếm được vùng đất Đông Ngô, đó mới thật là đại loạn. Diệt một con sói, nuôi một con hổ. Có còn nhớ ta từng nói rằng quyết sách thắng lợi nằm ở việc binh mạnh. Trong lúc Ngô Thục cắn xé lẫn nhau chính là lúc để đẩy mạnh Tần Chính. Nếu lại cuốn vào chiến loạn, quốc chính lại biến thành quân chính. Vậy thì lúc đó người nắm quyền quốc gia này lại là mấy vị tướng quân của Tào Thị, Tần Chính sẽ bị hỏng trong sớm chiều. Dạ con hiểu rồi. Con đã hiểu tại sao bệ hạ bảo con phải nói riêng với ân sư. Con nhất định sẽ tấu trình lên bệ hạ. Trong lòng bệ hạ đã hiểu rõ. Quốc sự quan trọng, học trò xin được cáo lui. Con đi đi. Ân sư cố gắng ở lại đây vài ngày, còn với Đặng Ngải nhất định sẽ cứu ân sư ra ngoài. Ta sống trong nhà ngục này còn tốt hơn qua lại trước mặt của bệ hạ. Cho dù bệ hạ không giáng tội xuống, ta cũng trốn được đau thương ám tiễn của triều đường. Con với sĩ tái đi thăm sư mẫu con, ra sức phò tá cho bệ hạ. Dạ, ân sư yên tâm. Sĩ quý. Dạ. Con nói với bệ hạ, buồn sẽ hại mình, buồn sẽ hại người. Quân tử phải biết tự bảo vệ thân vàng. Dạ con nhớ rồi. Tập đến đâu rồi? Hư.
Tên Đặng Ngải đó là cái thá gì? Chỉ là một tên tiểu tử ăn nói còn không trôi chảy. Một tiên dân như vậy cũng được làm quan, còn treo lên đầu lão tử. Tìm tan vật, ta ném hắn vào 10 vạn đại quân, để cho hắn thấy thế trận, để cho hắn nhớ lão tử mang họ gì, còn tìm tan vật hay không. Từ Liêm Thúc à, ngươi giận trước đã hả? Bớt giận đi. Bây giờ Thúc đừng nhắc tới 10 vạn đại quân nữa. Hiện nay bệ hạ ngay cả đánh trận cũng không còn muốn đánh. Trong tay Thúc có 10 vạn đại quân có ích gì đâu. Tự Liêm Thúc à, theo như con thấy, hay là Thúc hãy ngoan ngoãn giao người với lương thực lên trên đi, để tránh chuyện kinh động tới bệ hạ, làm lớn chuyện lên. Ta muốn cho bệ hạ biết chuyện, để bệ hạ xem người của Tào gia ta đã bị hà hiếp tới mức nào. 1000 thạch lương thực cũng đòi truy cứu, còn giết chết quản gia của ta bọn họ đừng hòng. Lão tử mang dòng máu của hoàng tộc không đáng có 1000 thạch lương thực sao? Đâu ai nói không phải. Tự Liêm Thúc, chuyện thái bình do tướng quân định, còn bây giờ không để tướng quân thấy thái bình nữa. Bây giờ chiến sự đã bớt, mấy người chúng ta không còn đáng giá nữa. Tự Liêm Thúc à, chẳng hạn như Thúc, năm xưa vì muốn cứu tiên đế, Thúc đổ biết bao nhiêu máu, chuyện này ai mà không biết. Nhưng mà bệ hạ chắc là bây giờ đã quên một cách sạch sẽ rồi. Tôn Quyền đấu Lưu Bị, cơ hội tốt như vậy mà không đánh lại đi làm mấy cái đồn điên gì đó. Nâng cao người ngoài để bọn chúng hoành hành bá đạo. Lão tử phải cho bệ hạ biết, bệ hạ làm vậy quốc gia sẽ vong. Ê, Tự Liêm Thúc, nếu Thúc muốn nói thẳng, Điệt Nhi nhất định sẽ theo Thúc. Được, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Được. Đồn điền lệnh của các ngươi bảo lão tử tới đây. Bọn tướng quân đã tới. Tướng quân có đưa vị quản gia các xén lương thực với 1000 thạch lương thực tới không? Không có. Cách đây 3 ngày, bổn phủ đã giao cho tướng quân một văn thư yêu cầu giao người giao lương thực. Tướng quân đã nhận được rồi chứ? Nhận được rồi, nhưng không người, không lương thực. Tướng quân đang muốn làm trái quốc pháp sao? Quốc pháp gì? Nước này là do lão tử đổ máu binh đao mới có được. Pháp luật là do Tào gia bọn ta giết ra. Không thể lượt tên quan nhỏ nhoi như người lên tiếng. Tướng quân coi thường quốc pháp, bệ hạ biết phải làm sao đây? Bệ hạ, bệ hạ đã bị bọn tiểu nhân các ngươi che mắt rồi. Năm xưa lúc lão tử theo tiên đế mở rộng biên cương, giành lấy được 1 thành trì, 3 phần của cải trong thành đều thưởng cho tướng sĩ. Bây giờ chỉ có 1000 thạch lương thực mà còn dám chỉ vào lão tử để đòi. Nếu không có lão tử đổ máu cho đại ngụy, thì có tới lượt các ngươi dịu võ dư quay hay không? Tướng quân đang cảm thấy bất mãn về chính sách của bệ hạ sao? Còn rất nhiều thứ bất mãn nữa. Lưu Bị đánh Tôn Quyền là thời cơ tốt mà bỏ mặt, làm rùa rụt cổ, cả ngày làm đồn điên. Tất cả là do các ngươi che mắt nên không dám đánh trận nữa, chỉ còn biết ra tay với huynh đệ của mình. Đúng là đã làm tiên đế hoàn toàn bị mất mặt rồi. Đã ghi lại hết rồi chứ? Đã ghi lại rồi. Đã ghi lại rồi. Tên khốn, người dám gài bẫy lão tử? Không dám. Hạ quan không biết ăn nói, để tránh lỡ lời, vì vậy giao lại cho các quan viên công vụ ghi lại văn thư. Câu này cũng ghi lại. Dạ. Cho dù có đi gặp bệ hạ, lão tử cũng là thúc thúc. Người đâu? Dám ra tay với ta, các ngươi chán sống rồi sao? Ngươi muốn vào trong ngục bầu bạn với thầy của ngươi hả? Thank you.
hại hắn suốt. Tiểu nhân, tiểu nhân, ngươi chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi. Ông ấy nói trẫm đã khiến cho Tiền Đế bị mất mặt sao? Thần không nói sai, đều có hai vị văn thư ghi chép tại chỗ. Ông ấy gây chuyện ở chỗ của khanh nên xử trí ra sao? Nếu Tào tướng quân không tự đến thì chỉ có tội bao che. Nhưng hôm nay ông ấy đã nhận mình tham ô, lại không chịu trả về, còn tìm đến công quán ẩu đả thị vệ. Với những tội trạng này đã qua khỏi chức quyền của thần, kính xin đại lý tự thẩm tra định tội. Phỉ báng cả trẫm không phải tội sao? Tham ô là tội chết, lại còn kể công lao, vậy thì xử theo quân pháp. Trẫm, Tử Đan, Tử Đan à, mới tới hả? Tử Đan à, sao huynh còn vặn vã ở đây tập kiếm vậy? Ta phải rèn luyện thân thể của mình chứ, phải chờ tới ngày nhìn thấy giang sơn gấm dốc đại ngụy ta. Huynh chưa biết tin sao? Tử Liêm Thúc bị bệ hạ phán tử hình rồi. Ai, ta biết chứ. Hả? Đề nghị thử đi. Tử Liêm Thúc đã giết chết thê tử của tên lắp bắp đó. Đề nghị tên lắp bắp đó có thể không thừa cơ để giết thúc ấy sao? Huynh đã biết rồi, huynh còn luyện kiếm cái gì nữa? Đi 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 đi, mau cất kiếm lại. Chúng ta tới gặp bệ hạ để cầu xin cho Tử Liêm Thúc bỏ kiếm xuống. Còn xin cái gì nữa? Xin sao đây? Là Tử Liêm Thúc tự lên tiếng nói bệ hạ làm mất mặt Tiền Đế. Câu này mà cũng dám nói, câu này đâm vào nỗi đau của bệ hạ để có biết không? Theo ta thấy, lần này Tử Liêm Thúc có ai giúp cũng vậy thôi, hết cách cứu rồi. Nhưng dù sao cũng phải tìm cách chứ. Dù gì chúng ta cũng là chí thân với nhau mà. Đương nhiên là phải tìm cách rồi. Sau này á, người của Tào gia ta nhất định trả thù cho Tử Liêm Thúc. Hả? Bà Nhân, chuyện nên nói ta đã nói rất rõ ràng. Dù thần tuyên xuất hiện cũng không cứu được Tử Liêm Thúc. Chính vì vậy, việc chúng ta cần phải suy nghĩ chính là làm sao để trả thù. Hiểu chưa hả? Ta đã suy nghĩ rồi. Giá trị lớn nhất của Tử Liêm Thúc là nằm ở chỗ thúc ấy là ân nhân cứu mạng Tiên Đế và danh tiếng ở trong quân. Để nghĩ thử, nếu như có người dẫn dụ bệ hạ, khiến bệ hạ giết chết ân nhân cứu mạng phụ thân mình, vậy thì có kết quả gì? Lòng quân đại loạn. Để có nhớ chuyện năm xưa Tiên Đế làm gì để an lòng quân không? Đầu người, chỉ cần tìm ra một kẻ để chết thay thì sẽ khiến toàn bộ sự phẫn nộ tập trung hết vào kẻ chết thay đó. Vậy là xong chuyện. Lúc bây giờ là Dương Tu, bây giờ cũng nên tới lượt Đằng Ngải với Tư Mã Ý rồi.